Quý khán giả thân mến, Hoàng Thanh Ghe Ngò xin tạm dừng video ở đây. Quý khán giả đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả ở video tiếp theo nhé.